tường mốc, bong chóc, dây điện loằng ngoằng ngổn ngang. Đó là những cái vấn đề mà mình gặp phải khi mà nhận được cái mặt bằng này của khách. Căn phòng thì nó đã khá là cũ kỹ rồi, có thể thấy là cái phần dây điện nó đã khá là rắc rối, lộ ra bên ngoài khá là nhiều, nên là mình đã đưa ra phương án đó là bỏ hết, sẽ lắp lại toàn bộ đi âm dây điện, làm nó gọn tối đa có thể. Ở đây có một cái cửa sổ nó như thế này, thì cái cửa sổ này vài năm rồi anh ấy chẳng mở cửa ra, bên kia thì nó cũng không mấy sáng, thế nên là mình sẽ bỏ đi và xây chát lại cho nó thành một bức tường phẳng, nhìn tường nó gọn. Đây là phần tường đối diện thì nó đã khá là cũ kỹ, bong chóc khá là nhiều, và nó đặc biệt quan trọng là nó ẩm. Thế là mình sẽ phải dựng một cái bức vách. Cái vách này được làm bằng tấm ốp nhựa la lô với cả tấm ốp nhựa lam sóng. Mục đích của nó là để chống ẩm, bởi vì ở Hà Nội thì nhà nó san sát nhau, nhiều khi mình chống ẩm trong trong nhà mình thì hàng xóm nó vẫn nước nó vẫn sang nhà mình thôi, nên là mình thấy cái phương án ốp nhựa này nó là nhanh gọn và tiện nhất. Và tiếp theo đó sẽ là công đoạn dán sàn. Sau khi mà hoàn thiện phần thô thì mình sẽ set up bàn ghế, tivi và đi dây điện cho nó gọn gàng hơn, đặc biệt là mạng cho tivi, mạng cho wifi này. Đó là mình phải tính toán trước khi làm rồi. Đấy, đường điện đi âm làm sao là mình phải tính toán rồi thì nó mới có thể gọn được như này. Và mình là Dọn Được Con, chuyên thiết kế cải tạo văn phòng nhà. Thank you anh em.